Bao cây được theo rồi anh? Đẹp nhất đúng không? Đây thì... Nhưng mà có thấy bưởi quả quá ấy không? Nhưng mà thầy có thấy cái này đẹp nhất không? Nô vừa xong vừa bốc không? Nó đẹp hơn cả cái cây. Thế là quả có rơi không này? Ép vừa thôi anh ơi. Đẹp nhất đúng không? 10 cái... Khách cứ không... Nhìn qua ảnh nhiều khi nó không thể rõ được cái nào đẹp hay xấu được không? Ê chú bảo đi kẹo gọi người chơi cháu thuê được. Tuân nhà em nội đi đâu? Tuân nhà em ở nhà trông con anh ạ. Bà nội đi vắng, bà nội đi đi ăn cỗ. Bà đi ăn cỗ ở đúng hôm ấy, bà đi cả một tuần liền. Nên thành ra là phải cắt cử một người ở nhà trông con. Ôi cái cành kia nó lại để nó lại nuôi ong kia nhỉ. Anh ơi nhẹ thôi anh ơi. Nó dãy cái cành cây của em. Cao thế này không để đấy. Không phải dỗi mà là đi vắng, không có ai ở nhà chung con. Phải cắt cử một người đi làm, mình lại chuyên là soạn đơn khách hàng nên phải soạn đơn của khách nào và khách nào. Khách mua cây gì ông cũng không nắm được, ông không nắm được thì ông không đi. Có cái ấy cắm ra được. Được bao cây nữa? Này hết là được khoảng 4 cây. 2 cây nữa. Ngoan ơi. Đây cho em hai cây này, có cốc này. Nào, vào đây. Có thêm cho em 2 cây thôi. Phải đưa làm đâu.